And the chairman of World Record Union. Tôi là tổng biên tập của tổ chức kỷ lục châu Á và tôi cũng là chủ tịch của Liên minh kỷ lục thế giới nhiệm kỳ 3. With me, Julia, the vice president of World King. Duong, he has worked hard for last 23 years. Như các anh chị đã biết, kỷ lục gia tiến sĩ Đoàn Việt Tiến, anh ấy là một người đã làm việc rất là cực lực, rất là chăm chỉ trong suốt hơn 23 năm qua. Getting, receiving 5 Vietnamese record. Và ngày hôm nay anh ấy đã đạt được gì ạ? Đã đạt được 5 kỷ lục của tổ chức kỷ lục Việt Nam. And today he is going to receive the second world record. Và ngày hôm nay lại là một cái kỷ lục thế giới lần thứ hai sẽ được trao tặng cho kỷ lục gia thế giới Đoàn Việt Tiến. For last 23 years he has been spending most of his time in his unique creative artwork of reverse art with the finger. Và tôi đã thấy là trong suốt hơn 23 năm qua, bằng sự nỗ lực, bằng sự sáng tạo, bằng sự lao động không ngừng nghỉ, kỷ lục gia thế giới tiến sĩ Đoàn Việt Tiến, ông đã tạo ra được rất là nhiều những cái tác phẩm nghệ thuật mà như chúng ta đã thấy. As an honor to his creative ability, we have included his name in 2024 edition of the World Record Union. Và để tôn vinh cho sự đóng góp không mệt mỏi của kỷ lục gia thế giới Đoàn Việt Tiến, chúng tôi đã đưa kỷ lục của anh ấy vào trong một cái ấn phẩm mới nhất kỷ lục thế giới phiên bản 2024 mà tôi đang cầm ở trên tay tôi ạ. I invite Tin Duan to come on the stage and receive the copy of the book with his photo and his achievement in page number 110. Và tôi trân trọng mời kỷ lục gia tiến sĩ Đoàn Việt Tiến lên sân khấu để nhận cuốn sách mà có hình ảnh của ông ở trong cuốn sách này ở trang 110. Bản vừa được in xong, vừa được phát hành. Dạ. Here các anh chị có thể thấy không ạ? You can see his beautiful face. Dạ, đây on ạ. The book. Dạ. Các vị có thể thấy một người đàn ông rất là đẹp trai ở trong cuốn sách này. And I invite him to come to India and teach his art to the Indian students. Và tôi thật sự gửi lời trân trọng kính mời anh Đoàn Việt Tiến có cơ hội đến Ấn Độ để có thể vừa biểu diễn, vừa trình bày và thậm chí là dạy cho những học sinh, những sinh viên hoặc là những người Ấn Độ về cái nghệ thuật vô cùng độc đáo này ạ. Many Indian artists, Indian record holders are curious to learn the technique developed by Tin Duan. Và tôi tin chắc rằng những nghệ nhân, những họa sĩ ở Ấn Độ họ cũng sẽ rất là tò mò, rất là háo hức và thật sự cũng rất là muốn học tập những cái kỹ thuật, những cái kỹ năng mà anh Tiến đã đúc kết nên ạ. I congratulate him for his creative ability. Và một lần nữa tôi xin trân trọng chúc mừng đến kỷ lục gia thế giới Đoàn Việt Tiến. Việt Nam, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam sẽ cùng bước lên sân khấu để cùng trao kỷ lục thế giới cho họa sĩ Đoàn Việt Tiến của chúng ta. Vâng, kính thưa quý vị, đây là kỷ lục thế giới lần thứ hai của họa sĩ kỷ lục gia Đoàn Việt Tiến của chúng ta. Với 23 năm bền bỉ, với lối vẽ tranh ngược kính bằng 10 đầu ngón tay của mình, họa sĩ Đoàn Việt Tiến đã vẽ gần 300 bức tranh về chân dung các vị lãnh tụ, các vị chính khách và những danh nhân văn hóa của Việt Nam và thế giới. Đó là một hành trình nỗ lực đầy bền bỉ, đầy sáng tạo. Mừng cho kỷ lục Việt Nam lần 5 và kỷ lục thế giới lần 2 với là họa sĩ kỷ lục gia thế giới Đoàn Việt Tiến, cùng với lại các quý vị đại biểu
ở tỉnh Bến Tre để chúng ta sẽ chụp ảnh chung một cái bức ảnh lưu niệm cùng với tất cả mọi người. Chúng tôi xin được phép mời các anh chị đại diện.